Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong thủy May mắn. Quý vị thân mến, từ xưa đến nay, việc treo tranh phong thủy trong không gian sống, đặc biệt là phòng khách thì không còn xa lạ với tất cả chúng ta. Không chỉ mang lại tính thẩm mỹ cho căn phòng mà còn mang được những luồng năng lượng tích cực, xua đuổi tà khí, đón tài lộc vào nhà nên tranh phong thủy được ưu ái chọn lựa. Việc treo tranh phong thủy rất được người Việt chú trọng. Tuy nhiên, đa phần người Việt không hiểu bản chất và nguyên căn của việc treo tranh hợp phong thủy là như thế nào. Bởi mỗi một loại tranh và mỗi một nội dung tranh đều mang cho mình một ý nghĩa nhất định. Nếu bạn chọn và treo tranh không đúng cách, nó có thể sẽ khiến bạn và gia đình gặp đại họa. Vậy quý vị có biết những bức tranh phong thủy nào nên treo trong nhà để giúp xua đuổi tà khí, thu hút tài lộc hay không? Hãy cùng kênh Phong thủy May mắn tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy May mắn chia sẻ, thì quý anh chị và các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Đầu tiên là tranh phong thủy hoa mẫu đơn. Tranh hoa mẫu đơn thể hiện sự giàu sang và quyền thế của gia chủ, đồng thời cũng mang lại nhiều may mắn trong đường công danh. Hoa mẫu đơn từ lâu đã được xem như bà chúa của các loại hoa, bởi dưới thời đại phong kiến ở Trung Quốc, hoa mẫu đơn chỉ được trồng trong vườn thượng uyển của vua, dân thường trồng sẽ bị đem đi chém đầu. Do đó, hoa mẫu đơn được xem là hiện thân của quyền lực và giàu sang. Chính vì thế, ngày nay nhiều người treo tranh phong thủy hoa mẫu đơn trong nhà với mong muốn có được cuộc sống giàu có, phú quý đong đầy. Không chỉ đại diện cho cuộc sống vương giả, trong quan niệm phong thủy của người Nhật, hoa mẫu đơn còn tượng trưng cho tình yêu son sắt, chung thủy cho hôn nhân hạnh phúc. Tranh có thể treo tại phòng khách hoặc phòng ngủ để tăng thêm sự gắn kết giữa hai vợ chồng gia chủ. Nhưng có một điểm cần lưu ý là hướng treo. Hướng của tranh cần được đặt ở góc phía Bắc hoặc phía Nam của căn phòng, tránh phía Tây. Tranh phong thủy hoa đào. Hoa anh đào có nghĩa là biểu tượng của mùa xuân và từ lâu nó cũng được coi là biểu tượng của hạnh phúc, tình yêu và hy vọng. Hoa anh đào còn là một biểu tượng của niềm vui và tình yêu. Hoa anh đào được cho là nâng cao nhận thức tâm linh và tình yêu của con người. Đó chính là lý do tại sao trong các bức tranh phong thủy, quý vị thường thấy hình ảnh của loài hoa này. Nếu bạn cảm thấy tình hình tài chính của mình thời điểm này có vấn đề, thì hãy thử tham khảo mẹo phong thủy tài lộc này nhé. Đó chính là treo một bức tranh phong thủy hoa đào trong nhà. Chẳng những khiến cho không gian căn phòng trở nên sống động và hài hòa hơn, tranh hoa đào còn có tác dụng cân bằng âm dương, giúp cho cuộc sống gia chủ trở nên tốt đẹp hơn. May mắn, sức khỏe cũng như tài lộc sẽ theo nhau về, mang đến niềm vui cho gia chủ. Tranh phong thủy cây tre. Trong phong thủy đời sống, cây tre là biểu tượng của sức khỏe, của sự trường thọ, đồng thời cũng là biểu tượng của tài lộc với hình ảnh từng lớp tre già mang mọc, mang theo lời nguyện cầu về tài lộc dồi dào, không bao giờ cạn kiệt. Bức tranh hình ảnh cây tre còn thôi thúc lòng quyết tâm chiến đấu của chúng ta, thể hiện sự kiên cường, vượt qua mọi nghịch cảnh, không chịu khuất phục trước khó khăn trong cuộc sống này. Tranh phong thủy sơn thủy. Tranh phong thủy sơn thủy là thể loại tranh chuyên vẽ về chủ đề núi và nước. Sẽ nhận thấy được loại tranh này là các bức tranh phong cảnh, thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ. Chỉ cần nhìn bức tranh này thôi là bạn cũng cảm nhận được sự thư thái, thoải mái. Với bức tranh sơn thủy thường có kích thước lớn để lột tả được sự hùng vĩ của phong cảnh. Bức tranh này vô cùng phù hợp để đặt trong các không gian rộng rãi như phòng khách. Chính sự hài hòa của bức tranh này sẽ giúp không gian sống nhà bạn điều hòa âm dương, xua đuổi tà khí, đem đến sự may mắn, thịnh vượng cho gia chủ. Tranh phong thủy hoa sen. Hoa sen không phải ngẫu nhiên lại được chọn làm quốc hoa của nước Việt. Đây là loài hoa mang biểu tượng cho sự thuần khiết mà thanh cao, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Từ trong bùn đất, cây sen đã vươn lên khỏi mặt nắng, đón những ánh nắng mặt trời cũng tượng trưng cho tầng lớp trí thức, cho trí tiến thủ luôn biết vươn lên và tiếp thu những điều tốt đẹp từ xã hội và tạo ra những điều tốt đẹp cho xã hội. Đặc biệt, hoa sen sở hữu vẻ đẹp thoát tục, tượng trưng cho lòng độ lượng, từ bi bác ái của Đức Phật.
Gia chủ có thể chọn tranh hoa sen làm tranh phong thủy lý tưởng, có thể treo ở phòng khách, phòng làm việc để giúp tâm hồn thư thả, tĩnh tâm, sáng suốt. Bên cạnh đó, tranh hoa sen còn giúp bạn xua đuổi những điều không may, mang đến nhiều khí vượng, sức khỏe cho chủ nhân. Tranh phong thủy thuận buồm xuôi gió. Tranh phong thủy thuận buồm xuôi gió rất hay được treo trong phòng khách của gia chủ làm nghề buôn bán. Ý nghĩa của bức tranh cũng chính là hình ảnh con thuyền như sinh mệnh và tiền tài của gia chủ lênh đênh trên biển cả cuộc đời nhưng vẫn song buồm treo lái xuôi theo chiều gió tiến về phía trước. Hình ảnh con thuyền đơn độc giữa đại dương lướt nhẹ trên mặt nước tiến về phía trước mang ý nghĩa về sự thuận lợi và phát triển. Thuyền căng gió mang ý nghĩa đón tài, đón lộc vào nhà và mang lại may mắn. Chính bởi vậy, tranh thuận buồm xuôi gió không chỉ đẹp để trang trí trong nhà mà còn mang hàm ý về sự cầu may mắn và phong thủy. Tranh phong thủy thuận buồm xuôi gió không chỉ đem đến tiền bạc mà cả sức khỏe tốt đến các thành viên trong gia đình. Tranh phong thủy mã đáo thành công. Mã đáo thành công có ý nghĩa may mắn quay trở về với gia chủ. Mã có nghĩa là ngựa, là loại vật tượng trưng cho sự trung thành. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với con người thời xưa. Loài ngựa còn là loài có sức khỏe rất tốt. Phòng khách treo tranh mã đáo thành công mang lại vượng khí cho căn nhà, xua tan khí âm, mang lại hạnh phúc và sức khỏe cho gia chủ. Tranh phong thủy cá chép. Cá chép là một hình ảnh biểu trưng cho tài lộc, thăng quan tiến chức và sức khỏe dồi dào theo quan niệm của người phương Đông. Mặt khác, tranh cũng thể hiện sức mạnh và lòng dũng cảm. Xét về phương diện phong thủy, tranh chủ thể về cá chép đại diện cho nguồn thủy khí cùng quan lộc. Loại tranh này có ý nghĩa mang đến nhiều tài lộc, may mắn trong sự nghiệp kinh doanh. Nếu đặt các bức tranh này trong nhà, có thể kích hoạt thủy khí, giúp gia chủ mở rộng được các mối quan hệ làm ăn, công việc buôn bán phát triển thuận lợi. Tranh treo tường cá chép thuộc hành thủy nên đặt ở hướng chính bắc là phù hợp nhất. Ngoài ra, bạn cũng có thể treo tranh ở các hướng tương sinh, tương hợp với hành thủy như Tây, Tây Bắc thuộc hành kim và hướng Đông, Đông Nam thuộc hành mộc. Tranh phong thủy tứ quý. Tùng, Cúc, Trúc, Mai là bộ tranh tứ quý nổi bật với dư vị của bốn mùa trong năm. Bộ tranh tượng trưng cho sự đầy đủ, niềm hạnh phúc và sự vĩnh cửu. Treo tranh tứ quý Tùng, Cúc, Trúc, Mai còn ngụ ý mong cho bốn mùa khí hậu thuận hòa, tốt tươi. Cây tùng tượng trưng cho mùa đông, đồng thời cũng là biểu tượng của sự trường thọ, của khí tiết. Đặc biệt, trong phong thủy, tùng còn là loại cây có khả năng trừ tà, mang đến cuộc sống bình yên. Còn cúc là loại thể hiện sự cao sang và quyền quý. Đặc biệt, xuất hiện trong bộ tứ quý, cúc còn là biểu tượng của sự hiên ngang, bởi khi hoa tàn chỉ rủ xuống chứ không hề rụng cánh. Khác với cây trúc, trong bộ mai, lan, cúc, trúc tượng trưng cho mùa đông, cây trúc ở đây là biểu tượng của mùa thu. Bên cạnh đó, trúc còn là hình ảnh tượng trưng cho người quân tử với sự ngay thẳng. Hoa mai trắng thanh khiết báo hiệu cho một mùa xuân tràn đầy sức sống đang về. Đây cũng là một trong những loài hoa mang ý nghĩa của sức sống mãnh liệt với sự cao sang và phú quý. Tranh phong thủy tứ quý nên được treo ở hướng nam là phù hợp nhất, bởi hướng nam là hướng thuộc hành hỏa. Xét theo phong thủy thì tranh tứ quý thuộc hành mộc và mộc sinh hỏa. Quý vị thân mến, hiện nay có rất nhiều gia chủ treo tranh phong thủy trong nhà, thường dựa vào sở thích của bản thân mà không mấy quan tâm đến vấn đề tâm linh xoay quanh đó. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, nếu lựa chọn treo tranh phong thủy mà phạm phải những điều này sẽ gây ảnh hưởng cực xấu, sự nghiệp lụi bại, đại hạn triền miên, tán gia bại sản. Dưới đây là 3 loại tranh mang lại điểm xấu không nên treo trong nhà mà quý vị nên chú ý. Treo hình thú dữ, binh khí. Những bức tranh hình thú dữ, binh khí sẽ sinh ra sát sinh, làm ảnh hưởng không tốt đến mọi người trong gia đình, cản trở tài lộc cũng như công danh sự nghiệp. Vì thế, nếu treo tranh, gia chủ chỉ nên treo những bức tranh sơn thủy, chim hạc, phượng hoàng biểu tượng cho sự cát tường, thịnh vượng. Nếu muốn treo tranh hình hổ, rồng, ngựa, chim ưng thì nên chú ý hướng đầu chúng ra ngoài để phòng không bị chúng uy hiếp. Treo tranh có màu sắc tăm tối. Những bức tranh phong thủy có màu sắc ảm đạm, tăm tối, tranh có cảnh tượng sơ sát, tiêu điều, lạnh lẽo, thê lương là điều cấm kỵ trong phong thủy. Kể cả những bức tranh có màu sắc tranh quá đậm hoặc chói cũng sẽ làm khó chịu người nhìn và làm cho tài lộc trong gia đình khó lòng hành thông thuận lợi.
hoặc màu sắc khung tranh khác mệnh của gia chủ. Việc chọn màu khung tranh thường bị nhiều người bỏ qua, nhưng thực chất yếu tố này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến phong thủy treo tranh trong phòng khách. Thông thường, người ta sẽ lựa chọn khung tranh theo mệnh. Ví dụ, như gia chủ mệnh kim thì chọn khung màu ánh kim, màu bạc. Gia chủ mệnh mộc thì chọn màu xanh lục, mệnh hỏa thì chọn màu đỏ, màu tím. Mệnh thủy thì chọn xanh lam, màu tro. Riêng mệnh thổ thì chọn màu vàng là hợp nhất. Treo tranh người quá cố lên tường. Tốt nhất không nên treo một bức tranh của người đã mất lên tường, đặc biệt là một nơi dễ thấy như phòng khách. Nơi này là nơi mà người trong nhà di chuyển nhiều nhất. Vô tình, nó khiến không khí trong căn nhà trở nên ngột ngạt, sẽ ảnh hưởng đến tài sản trong gia đình. Đặc biệt, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tình cảm, tài lộc và may mắn của gia đình. Nếu muốn thờ cúng tại nhà, tốt nhất bạn nên chọn nơi riêng tư và yên tĩnh để đặt bàn thờ và di ảnh. Đó cũng là cách để tôn trọng và hiếu kính người đã mất. Ngoài ra trong phong thủy, các gia chủ nên chú ý đến các hành khác nhau trong ngũ hành. Nếu chủ nhà mệnh mộc thì chọn tranh hoa lá, tranh mẫu đơn để treo, nhưng lại sẽ không thích hợp nếu trong nhà có gia chủ mang mệnh hỏa, sẽ dễ gây khó chịu cho vợ chồng cãi vã. Khi treo tranh vẽ các loài mang ý nghĩa thành công như bát mã, mã đáo thành công, nên chọn hướng treo tốt cho gia chủ. Phía đầu ngựa phải quay vào phòng. Các loại tranh mãnh thú như hổ, báo, sư tử hay chim ưng nên chọn các tranh mà đầu của chúng ở tư thế hướng lên trên, sẵn sàng tự vệ. Không nên chọn hình ảnh chúng đang nhìn bạn như thể chuẩn bị tấn công. Treo tranh sơn thủy, phong cảnh, thác nước cần chú ý đến thế nước chảy, phải hướng vào nhà chứ không được hướng ra. Điều này mang ý nghĩa tiền tài, bổng lộc bị cuốn trôi. Quý vị thân mến, việc lựa chọn tranh phong thủy sao cho vừa đẹp mắt lại vừa đem lại may mắn cho gia chủ là một việc vô cùng quan trọng. Nhưng chỉ cần chịu khó để ý lựa chọn thì cũng không phải là việc quá khó. Hy vọng thông qua chương trình ngày hôm nay, quý vị sẽ tìm được thêm cho mình nhiều kiến thức bổ ích để áp dụng vào cuộc sống thường nhật. Chương trình của chúng tôi xin phép được kết thúc tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Đừng quên nhấn like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh, để không bỏ qua bất kỳ video nào và những thông tin mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!